Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trái tim mọi cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. Đất nước nghiêng mình, đường phố, làng quê nghiêng mình, người dân khắp mọi miền nghiêng mình thương tiếc khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Và từ biển đảo, Trường Sa cũng nghiêng mình tiễn biệt một nhà lãnh đạo lỗi lạc mà bình dị, trọng một đời vì nước, vì dân. Báo Sài Gòn Giải Phóng ghi lại tình cảm, cảm xúc của các cán bộ, chiến sĩ từ Trường Sa dành cho đồng chí Tổng bí thư. Thượng tá Trần Quang Phú, chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân chia sẻ. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Khi biết tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa bùi ngùi xúc động và vô cùng tiếc thương. Đây là mất mát rất to lớn của đảng, nhà nước và nhân dân ta, trong đó có cán bộ chiến sĩ đang công tác trên quần đảo Trường Sa. Trên nhiều cương vị công tác của mình, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành những tình cảm sâu sắc và sự quan tâm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam nói chung và bộ đội Trường Sa nói riêng. Bản thân tôi không bao giờ quên được kỷ niệm khi lần đầu tiên được gặp Tổng bí thư trong chuyến công tác của bác về thăm vùng 4 Hải quân vào ngày 5 tháng 5, 2016. Trong buổi nói chuyện, Tổng bí thư đã ân cần thăm hỏi đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, động viên chúng tôi đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng, nhà nước giao. Tổng bí thư luôn tin tưởng vào bản lĩnh chính trị, tinh thần chiến đấu, sẵn sàng chấp nhận hy sinh của cán bộ, chiến sĩ hải quân nói chung và cán bộ, chiến sĩ vùng 4 nói riêng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong trái tim mọi cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, Tổng Bí Thư mãi là tấm gương sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là biểu tượng cao đẹp của người Cộng sản Kiên Trung, để mọi cán bộ, chiến sĩ Trường Sa học tập và noi theo. Để xứng đáng với niềm tin tưởng của Tổng Bí Thư, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa hôm nay nguyện tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, ra sức học tập, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống. Trung tá Nguyễn Văn Duy, chính trị viên phó đảo Sơn Ca, lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân cho hay, quyết tâm bảo vệ từng tốc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc. Nhiều ngày qua, chúng cháu, những cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo Sơn Ca Quần đảo Trường Sa luôn dõi theo tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua các bản tin thời sự. Phần biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật, dù biết thời gian của tạo hóa là vô hạn, còn thời gian của mỗi người thì luôn hữu hạn. Vậy mà nghe tin bác trọng từ trần, hàng triệu trái tim của người Việt Nam, trong đó có chúng cháu đang công tác tại quần đảo Trường Sa như thắt lại, đau buồn và tiếc thương vô hạn. Chúng cháu không bao giờ quên tình cảm của bác dành cho cán bộ chiến sĩ vùng 4 hải quân gửi trong cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Bác ghi, Hà Nội ngày 8 tháng 4 năm 2023, nhân dịp đoàn công tác ngành nội chính đảng đi trường xa, tôi thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sĩ bộ tư lệnh vùng 4 hải quân. Chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, vững chắc tay súng bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiên liêng của Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Chào thân ái và quyết thắng! Chúng cháu xin hứa với bác, nguyện suốt đời học tập và noi gương bác, ra sức phấn đấu rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên trung, nâng cao trình độ về mọi mặt, đoàn kết thống nhất, bền gan vững chí, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, vững vàng nơi tuyến đầu của Tổ quốc, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, bất luận trong điều kiện hoàn cảnh nào, dẫu có phải hy sinh cũng quyết tâm bảo vệ từng tấc đảo sải biển thiên liêng của Tổ quốc. Thượng úy Trần Quốc Cường, chính trị viên đảo Cô Linh Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân chia sẻ, tiếc thương bác như chính người thân của mình. Chúng cháu, những cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo Cô Linh, thuộc quần đảo Trường Sa vô cùng bồi ngồi, xúc động, cảm thấy hụt hẫng, tiếc thương như chính người thân của mình khi hay tin đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Được giáo dục, quán triệt của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, qua nghiên cứu tài liệu và tìm hiểu những thước phim truyền thống, phim tư liệu, từ sự hiểu biết của mình về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bác luôn quan tâm thăm hỏi, động viên đến đời sống của quân và dân huyện đảo Trường Sa, đặc biệt dành tình cảm rất to lớn cho cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời của tổ quốc. Chúng cháu trân trọng những tình cảm và sự yêu thương của bác để dành cho những cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa trong suốt những năm qua. Chúng cháu nguyện tuyệt đối trung thành với đảng, tổ quốc và nhân dân, nhận rõ vinh dự, tự hào và trách nhiệm của người chiến sĩ Trường Sa, đoàn kết đồng lòng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ra sức học tập huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Quyết tâm xây dựng quần đảo Trường Sa mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân, xứng đáng với niềm tin yêu và nhiệm vụ cao cả mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Trung tá Nguyễn Kỳ Hợp, chính trị viên đảo Sinh Tồn Đông, lữ đoàn 146, vùng 4 hải quân cho biết, biến đau thương thành hành động, vững vàng nơi đầu sóng. Biết tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ Trần, chúng tôi những cán bộ chiến sĩ đang công tác trên đảo sinh tồn đông buồn ngồi xúc động vô cùng thương tiếc và tự hào về cuộc đời sự nghiệp của bác người đảng viên kiên trung đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng của dân tộc ta trải qua nhiều cương vị quan trọng do đảng nhà nước và nhân dân giao phó bác luôn quan tâm và dành những tình cảm sự quan tâm đặc biệt trong xây dựng hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại cũng như nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc biến đau thương thành hành động bằng những việc làm cụ thể hàng ngày. Chúng cháu xin hứa với bác tranh thủ từng phút từng giây để rèn luyện bản lĩnh của người đảng viên cộng sản, người cán bộ quân đội. Chúng cháu sẽ cố gắng học tập và rèn luyện nhiều hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, xây dựng một tập thể cấp ủy chỉ huy bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, lãnh đạo chỉ huy đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vững vàng nơi đầu sóng bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của tổ quốc nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình về đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhân cách lớn, trí tuệ tài ba, đầy bản lĩnh, tư duy khoa học biện chứng, thực tiễn phong phú, lý luận uyên bác với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư đã dành cả cuộc đời mình vì lý tưởng cao đẹp của Đảng, là tấm gương sáng ngời mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn xúc động nói: theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, với trọng trách là người lãnh đạo cao nhất của đảng, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng mà đảng nhà nước phân công, trong đó có cương vị là Chủ tịch Quốc hội khóa 11-12. Tổng Bí thư luôn gắn bó với Quốc hội, hiểu rõ về tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội. Tổng Bí thư luôn nhắc nhở phải dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động của Quốc hội, phải có kiến thức chuyên sâu, có sự am hiểu sâu sắc về Quốc hội để có những ý kiến đóng góp phản biện sắc sảo. Tổng Bí thư căn dặn phải học dân, học thực tiễn, chính sách, luật pháp ban hành không được xa rời cuộc sống. Chúng ta đập nhịp đập của cuộc sống của trái tim nhân dân thì nhất định hoạt động của Quốc hội sẽ sinh động và hiệu quả. Với các đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư nhắc nhở dù ở cương vị công tác nào cũng cần ý thức đầy đủ về quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, thường xuyên liên lạc với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri, chịu sự giám sát của cử tri phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của cử tri nhân dân, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân tin tưởng giao phó. Điều đó một lần nữa cho thấy sự cẩn trọng, khiêm tốn, cầu thị của một người cộng sản chân chính khi được giao nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh